Vio này chào mấy bác nha. Bên em dám khẳng định luôn, bên em có một con US 39 thì giá nhập rẻ thì bán rẻ. Nhưng mà giá thì em sẽ không báo trên Vio. Mấy bác mua thì alo trực tiếp qua số điện thoại em bán cho. Đây là một con US 39 đẹp nha. Đấy, nhưng mà tùy vào con nha mấy bác nha, nhập rẻ là bán rẻ. Đó. Nó nhập rẻ là bán rẻ hơn nha mấy bác nha. Chứ không quan trọng là cứ như này như kia làm gì hết á. Nhập rẻ là bán rẻ hơn. Đó. Và mấy cái nắp này là đủ hết á, chẳng qua bên em chưa ráp nút. Thì đây là một con US 39. Thì giá nó vừa phải để anh nào cũng có con quét ngon để xài, đem nhập rẻ bán rẻ mà. Đây, đây là con quét 39 và giá của nó rẻ hơn đến mười mấy triệu lận. Và máy của nó thì nó cũng bình thường, nó không được đẹp lắm, nó chạy là 4T84 nghe mấy bác nha, 4T84. Thì máy của nó thì nó cũng bình thường, nó cũng không phải là đẳng cấp, nó không phải là đẹp long lanh, nên giá của nó dễ thở. Giá của nó đưa ra, bên em đưa ra rất là dễ thở, để anh nào cũng có thể sở hữu những con máy web. Vì dòng này là dòng hàng hệ rồi, hàng đặc biệt, hàng hệ rồi. Hàng hệ nên là thì em cũng nói rõ giá thì không báo video và em cam kết với mấy bác là có máy che đầy đủ hết. Đây đùi, đây đùi, đùi này đẹp nhá, rất là đẹp, đùi đẹp tuyệt vời luôn. Và con này cơ 100%, cơ 100%, đấy, cơ 100% luôn. Thì lốp sau còn rất là đẹp nha, US 39 này vẫn còn thông số lốp này, đánh dấu lốp hết á. Thì 13.6-26 đó là lốp sau còn đẹp tuyệt vời, hơi mòn chút. Lốp trước là còn tuyệt vời luôn nha, lốp trước là còn rất là tuyệt vời. Thì nó chạy lốp Otani. Đó. Thì thông số lốp của nó là 8/16. Mâm đi đi Japan chưa hề dặm vá nghe mấy bác nha. Mâm miết là chưa dặm vá chỗ nào. US 39 đây, cái mặt nạ nó nằm sau đây nha. Ai đã thay ghế mới luôn. Đây mặt nạ nó. Keng nha. Giá rất vừa phải để bác nào có thể chơi. Cái bát này còn 7 màu luôn. Rồi, để em nắp nó lại rồi qua cái test máy này lên cho mấy bác nghe tiếng máy. Dòng US 39 này nó lì đòn lắm. Nó xài cơ 100% luôn. Đấy, tổng thể của cái xe. US. Thì bên em cố gắng ráp nút cái máy che. Đây phết chân trần này. Đây, đây ghế đã thay mới. Đèn đấy chưa bắt luôn. Vừa về. Đây. Đấy, thông. Con này chạy mới cái 846 giờ thôi. Phết vào.
để em thay nổ. Mắc tua nha, chạy lực lái này, nhẹ hều à, sướng lắm. Đây, để bác nghe lại tiếng máy nữa này. Đó, quyết định nhá. Rồi, ok. Một lần nữa thì cảm ơn mấy bác đón coi video. Thì mấy bác thông cảm, hồi giờ quét thì em không báo giá, nên mấy bác mua được thì alo trực tiếp qua số điện thoại rồi em bán cho. Nhưng mà cam kết rẻ, cam kết rẻ hơn giá thị trường rất là nhiều. Thì mấy bác được thì quang alo, bao rẻ là rẻ. Rồi, ok mấy bác nha.